Mới đây tại Hà Nội, cổng thông tin hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa infovietrade.vn do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC đã chính thức ra mắt. Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại ông Vũ Bá Phú cho biết, cổng thông tin hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa là một nền tảng trực tuyến, cung cấp các thông tin liên quan đến các thủ tục xuất nhập khẩu sản phẩm, mô tả từng bước về thủ tục xuất nhập khẩu từ góc nhìn của doanh nghiệp. Mục đích chính của cổng thông tin là hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp của Việt Nam, nâng cao nhận thức và hiểu biết về các thủ tục và quy trình xuất nhập khẩu sản phẩm. Với hai giao diện tiếng Anh và tiếng Việt, cổng thông tin là công cụ thân thiện, dễ sử dụng và dễ tra cứu, hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức có thể tìm kiếm thông tin chính xác và cập nhật về các thủ tục xuất nhập khẩu mà doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình xuất và nhập khẩu sản phẩm. Đặc biệt, cổng thông tin hướng dẫn và liệt kê chi tiết các tài liệu liên quan như chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản pháp lý mà doanh nghiệp cần phải có trong bộ chứng từ. Các thông tin như thời gian, chi phí để xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa cụ thể tại Việt Nam, doanh nghiệp cũng hoàn toàn có thể tra cứu tại cổng thông tin này. Đến nay, cổng thông tin hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa đã có thông tin về 39 nhóm sản phẩm, trong đó có 24 nhóm sản phẩm xuất khẩu và 15 nhóm sản phẩm nhập khẩu. Đây đều là các sản phẩm được hiển thị chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam.